Alo, alo anh em ơi, nhân dịp khai trương shop gvtv.com thì mình sẽ giảm giá cho anh em 70% vòng quay, nụ hữu kim cương lên tới 80%, giá siêu rẻ siêu khủng, mọi người hãy đến ngay với shop gvtv.com nhá. Các bác nhìn mặt em ngày hôm nay nhìn đê tiện đấy thôi, chứ thực ra em làm một chuyện gọi là hết sức là đê tiện anh nhầm. Em chuẩn bị em quay đồ đấy, hôm nay là em quay đồ, hôm nay em quay một bộ đồ mà mình gọi là bộ đồ titan thiết giáp. Đây là một bộ đồ trong chuỗi sự kiện One Tech Ultimate của Garena Free Fire đấy. Các bác biết không đấy, thì như là các bác đã biết thì đây là cái chuỗi sự kiện mà mấy con khổng lồ này ấy, thì thường là chúng nó không mặc đồ, chúng nó được làm ví dụ con xe thiết giáp này thì nó được làm từ CU hay còn gọi là đồng ấy, không, cái đấy là em chế ra thôi chứ đạo diễn không bảo thế đấy. Nói chung là ngày hôm nay thì em lật bộ đồ ra, em đi em soi đấy. Xin mời các thánh soi đến với bộ đồ titan thiết giáp của chúng ta đấy. Đâu rồi. Mở trang bị nhanh. Ok. Xin mời các thánh soi. Tìm cho em cái nòi giống gia đình dòng họ của đàn ông hộ em cái. Xin mời các thánh soi. Từ từ mình cất cái ấy đi, mình soi. Mình cất cái vũ khí ở đâu? Vũ khí đâu rồi? Vũ khí à nhầm, không phải vũ khí đây. Mình cất cái vũ khí đi đúng không? Xong rồi mình ngồi mình soi. Xin mời các thánh soi. Time to slice and dice. Có cái hành động nào mà nó ngừng ra không nhỉ? Nó ngừng ra không? Đấy, để ta soi tí. Thôi, nói chung là bây giờ thì mình sẽ vào mình chôn cô Ngân nha mọi người. Bởi vì đây là một buổi điều mà có lẽ là cô Ngân sẽ không thích mình mặc cho lắm. À, để tí. Hello cô Ngân, chào cô Ngân đến với... Cái gì ấy, bộ đồ nó ra gớm vậy? Con chơi đó chung mình đi. Đâu rồi, vô đây. Vô đây. Anh có mặc đồ gì đâu, đây. Úi trời ơi, úi dồi ôi. Ôi, cặp mông to và tròn. Xin mời các thánh soi. Lắc mẹ mắt. Lắc mắt rồi, ôi dồi ôi. Bộ đồ đẹp quá em ơi. Trời ơi, thề luôn, trước giờ anh chưa gặp cái bộ đồ mô mạng đẹp như bộ đồ này. Ủa nha. Ủa sao tự nhiên ngao nha. Anh nói nhiều quá, bà đâu kêu bà không có thích mặc mấy cái bộ đồ đó, anh vẫn mặc mấy tí rồi tao ra lấy bộ tắm tao mặc. Wow. Thì lâu lâu em có đồ khỏa thân thì anh cũng phải có đồ khỏa thân chứ đúng không? Đúng không? Ừ, vậy thì ăn mặc thì vợ cũng được mặc, đúng không? Ui, hai ba thằng ở đây luôn. Xin lỗi bạn nha. Ui dồi ôi. Nó đang chạy vào chỗ anh, nó đang cứu bồ. Giết nó, đúng rồi, giết nó ơi. Giết nó, đúng rồi, giết nó. Giết nó. Này, đừng có sờ mông anh, đừng anh ngại lắm, em cứ sờ mông anh. Mấy nữa phải cứu. Sống lần nữa đi. Thôi. Tự nhiên cô Ngân mới vào cái sờ mông mình. Bộ đồ này em nhìn kỹ mà xem, nó không có đồng em ạ, nó không có đồng. Nó không có đồng ấy, nguyên tố đồng ở trong đấy, nó không có đồng, nguyên tố đồng đấy. Là việc của anh sao nói nhiều nha anh? Đó, tự nhiên em đi quen tới phở nó tự nhiên anh nói. Tự nhiên em không học anh. Đây là bộ đồ của Gardena, anh chỉ muốn review cho mà. Xí rồi vừa ra và mặc đồ tắm. Hả? Thì anh cũng mặc đồ tắm. Tưởng mình em có đồ tắm, anh cũng mặc đồ này luôn, anh đi anh tắm gái luôn. Thôi. Thôi. Được rồi. Tùy ý em. Này, lại sờ mông anh cái đi rồi hạ hỏa. Ok chưa? Em ơi. Vậy. Đây không phải là đồ khỏa thân đâu, em đừng hiểu lầm. Quá chuẩn luôn. Ê, có địch ngay chỗ anh luôn. Ở trên có địch nghe. Bạn ơi. Kệ anh lên, người ta giết đi để khỏi thấy.
Ôi dồi ôi, đông thế. Ôi dồi. Em ơi, có một thằng đứng ở bên hướng em, nó bắn anh. Anh đâu? Nhìn anh đâu? Mày á mày, mày á mày, tao ke mày hết, tao ke mày hết. Ok chưa? Lên cứu con ngân. Ôi trời, nhảy còn hụt nữa, thôi xong con ngân rồi. Anh ơi! Anh bị nhảy hụt, anh bị nhảy hụt, thông cảm, thông cảm. Đây, đây, anh qua. Yếu lắm rồi. Anh qua, anh qua, anh qua. Chết. Nó luôn, cứu làm gì vậy? Ơ, nó giết con ngân mất tiêu rồi. Thôi, toàn. Gọi nó bảo nó cứu vô, mất bỏ nhìn cái bông bên nó. À, bông, bông quá, thích mà, anh nhìn đi. Đây, đây, đây. À, em, đây này. Đây, đây, này. Ôi, đây này. Đây này, em. Ao à. Đừng ao à, này. Em nhìn đi, em nhìn đi, em nhìn anh đi. Em nhìn anh đi, đấy. Em thấy, không, anh chỉ là... Anh có làm gì đâu, tính ra nãy giờ mình không có làm gì luôn á. Trời ơi là trời. Ao rồi. No. Em phải ở lại, em phải ở lại, em phải nhìn. Alo. Tự nhiên bắt gọi nhìn, gọi nhìn, ok. Trong game. Không, ý là em phải nhìn anh chơi game đi chứ. Không. Sao em đi đâu vậy? Không được nha, con ngân chơi vậy là chơi xấu nha. Chơi vậy là không xanh chín nha. Nha, em ơi. À, mình thấy, vẫn có thấy, vẫn thấy mắt cô Ngân ấy mà cô Ngân bảo lấy. Ao rồi. Xin mời các thánh soi, soi giùm em cái đồng ở đâu đấy. Thôi nào. Ủa, tưởng em ao rồi. Sao mới kêu ao rồi luôn á. Thế ra anh mới nghe em bảo là em ao rồi luôn á. Tại sao em bảo anh thôi nào. Vô lý thế nhở. Thế thì kệ tao. Này, coi anh này. Em ơi. Bây giờ em chết rồi, bây giờ ai sờ mông anh bây giờ? Ủa hả? Không còn, anh không biết bảo vệ vợ, vợ đã bảo đứng bắn yếu rồi còn đứng cứu nữa. Người ta sợ vợ chết, người ta mới cứu, cái đấy là tấm lòng của người ta. Được em ơi. Đứng cứu làm sao toàn đứng mí vợ cho nó dí vào trong vợ luôn, chết luôn. Đâu có đâu, cái đấy là tấm lòng của người ta có tấm lòng lương thiện, em hiểu không? Chuyện của anh tốt ghê luôn á. Đúng rồi, anh tốt mà. Trời ơi, đau khổ quá. Có địch này. Nè, ngu rồi. Nó bị thằng khác giết mất tiêu luôn. Mày chết với tao. Mày dám ăn con mồi của tao mày. Ngày hôm nay, On Tạch Tơ Tai Mần GBTV sẽ cho bọn này biết như thế nào là lễ độ. Đấy, ok. Ủa bắn, bị KS lần hai à? Không. Trời ơi, gà thế. Do người ta xui rồi, ok. Thôi đi. Công này, coi công này, coi người khổng lồ công này. Gãi thêm úp này. Có khi nào lại như trong truyền thuyết? Thấy chưa? Trời ơi, các bạn quả thân có gái nhìn trộm. Có chưa? Mày nhìn trộm tao, mày nhìn trộm tao mà, mày. Trời, mày nhìn trộm tao. Không, nó nhìn trộm anh. Ai hiểu nó nhìn trộm anh. Nó gái nhìn trộm. Anh mặc của đó anh khuy ra mà cực ta phải. Tự nhiên người ta đang ngại, tự nhiên lại nhìn trộm người ta. Vô duyên. Hiểu kiểu gì? Gái này vô duyên ghê. Anh biết là anh đang cởi chuồng, anh chạy lông nhông, người ta gọi là cái gì không? Là cái gì? Thái. Biến thái hiện tại. Nãy anh là một người khổng lồ, anh không hề biến thái. À, chẳng qua là anh bị mất đi ý thức thôi. Anh bị biến thành người khổng lồ, anh bị mất đi ý thức thôi. Không hề biến thái, không hề hiện tại, ok. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ui đây, ok. Được, vô lơ bạn ơi. Ok, bạn đưa khẩu súng đấy cho mình được đấy. Mình rất là thích chơi khẩu súng đấy bạn ạ. Này, thì bạn gái của người ta. Hãy đứng lại. Bạn đứng lại đấy cho mình. Alo. Bạn gì đấy ơi? Bạn đấy có ở gốc cây không vậy? Bạn gì đấy ơi? Đưa súng đấy cho mình. Mẹ.
thái đâu ta. Này, rõ ràng mình có biến thái đâu mọi người. Mọi người nhìn đấy, có biến thái đâu. Ơ, vô duyên. Ơ, nhưng mà nãy giờ ngồi chơi mình cứ tưởng là cô Ngân chạy theo sau, buồn quá. Ờ, đó, một đồ đó giờ anh đi cô gái đi, anh gả gái đi. Nãy anh có cần gả đâu, gái anh tự theo. Người con gái anh từng nhậu quên trôi có những chiều. Ôi trời, đẹp trai quá. Ôi trời, mình đẹp trai quá. Thôi đi. Ơ, cái này không phải là biến thái đâu, cái này là bởi vì anh bị người ta hóa thành khổng lồ, đúng không? Ấy mà chưa có bộ đồ Titan thủy tổ, hình như là không được ra mắt ở Việt Nam ấy. Có cái bộ đồ đấy nữa nó còn đẹp hơn nữa. Chứ anh không hề biến thái nha. Ồ, mình đang cạ mông vào lốp xe. Nóng mông quá. Trời nắng, chắc là cái xe ai để giữa trời. Úp chết, vỡ lỡ. Quay chạy đi, chạy đi, chết nè. Chết sao được mà chết. Người ta chưa có chết. Ok chưa. Thì ra thì để vậy còn ở chuồng còn lái xe nữa, biến thái chứ. Không hề biến thái. Ở chuồng lái xe nó là một cái gọi là nghệ thuật vật lý, em hiểu không? Không hề biến thái. Oh. A few minutes later. Ôi, ôi, người ta đang đợi lấy đồ mà. Kimochi. Mày được quá con trai. Mày được lắm con trai. Mày quấn tao. Mày chán sống rồi hả con trai? Trời xong, nó thấy biến thái nó chạy luôn. Đâu? Nó đang bắn nhau với ai dưới này nè. Thôi đi. Đấy thấy chưa? Nó đang bắn nhau với ai? Đó thấy chưa? Một gục này đó, một chết này thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Một em này đó. Đấy á. Em thứ hai này đó, thấy á. Thấy chưa? Người ta tính toán hết. Thực ra ấy, đấy. Thực ra là có một cô gái vừa mới xử cứu anh. Ơ! À! Thêm một cô gái muốn bắn anh. Thầy, thầy. Thôi xong anh rồi, xong anh rồi, xong anh rồi. Chết luôn. No. Đừng có cự quậy quá. Quậy quá là to đấy. Thấy hết coi.